Theo lãnh đạo xã Thường Lộc, vào thời gian trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 36H04033 di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 554 để vào mỏ đất trên địa bàn xã thì bất ngờ bốc cháy. Ngay sau đó, tài xế đã dừng phương tiện, tìm cách dập lửa nhưng ngọn lửa lan nhanh, bao trùm cả phần đầu phương tiện. Sau 40 phút, ngọn lửa mới được dập tắt. Tuy nhiên lúc này, ô tô đã bị cháy trơ khung. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân.